em chào chú Quang. Chào em Thư Quang, chào các bạn nhé. Dạ. Anh ơi, cái câu chuyện hồi nãy mà mọi người đang chia sẻ đó về cái giải pháp nào cho Ngô Kỵ ấy, thì theo anh thấy thế nào? Nếu mình đặt trường hợp, tức là nếu là như vậy, mình đặt trường hợp giả dụ thôi. Ví dụ như là Ngô Kỵ muốn về Việt Nam sinh sống thì được không? Và ông ta về thì theo anh á, theo anh thì ông ta sẽ làm cái công việc gì để gọi là tự mưu sinh, tự kiếm sống, không lệ thuộc vào ai? Ông Ngô Kỵ thì em nói là anh hiểu nhất là ông Ngô Kỵ thứ nhất là về Việt Nam thì là tuổi lao động hết rồi. Về Việt Nam mà ông bên đó ông chống cộng ông ấy, để người ta nuôi ông ba may nó quen rồi. Thì nước Mỹ cho ông tiền tiền thất nghiệp ông ăn quen rồi, giờ Việt Nam thì ông phải lao động, sao ông lao động được? Tuổi ông tuổi mấy mấy rồi sao lao động được? Vợ thì không có, con không có. Nhưng Ngô Kỵ về là có khả năng anh em bạn bè trong nước thì anh em cờ đỏ có thể họ hứa, có nhiều người hứa cho tiền cho nhà đấy. Về Việt Nam thì cái gì có miếng đất, cái nhà nhỏ nhỏ là có, chứ ở bên Mỹ thì ở trên xe đấy. Nhưng mà có nhà có đất rồi, vấn đề lấy gì mà ăn nữa là quan trọng. Nhà nước ta thì chưa có tiền cho những người thất nghiệp, chỉ cho những người có cụ già với những người tàn tật thôi, còn những người bình thường Ngô Kỵ thì không có. Thì em hỏi câu làm gì mà ăn thì anh sẽ nói như vậy. Còn ông về Việt Nam là ông sẽ có danh dự, có tổ quốc quê hương, có nhà có đất đàng hoàng. Nếu về nhiều người hứa ta cho tiền mới xây nhà xây cửa, bạn bè cùng lớp với ông ngày xưa cùng quê hương. Nhưng mà ông không dám về, lý do là về thì bây giờ tuổi đó thì lấy gì mà ăn, tiền thì không có. Thì nhưng mà cái nhưng mà hồi về nãy thì cái có ông về hồi thì nãy cái được có thì cái mất cũng có, theo anh nghĩ như vậy. đúng rồi, nhưng mà cái phương án hồi nãy em với Trung có đề cập đó, theo anh có khả thi không? Ví dụ như là sắm một cái xe nước mía hay là sắm một cái xe bán cà phê pha máy để gọi là buôn bán là kiếm sống qua ngày, theo anh thì có khả thi không? Ông Kỵ bây giờ ông làm truyền thông, ông làm truyền thông giống như bà Bảo Trâm, ông đưa tin về nước Mỹ thì ông về ông sống ở hai bên, ông sống thoải mái, ông làm truyền thông đúng rồi. Còn YouTube đi tức làm là thì lập không kênh được. YouTube đúng không? Đúng rồi, ông làm truyền thông cũng anh em mình làm, nhưng mà mấy anh em mình làm mà không vì tiền. Ông vì ông làm thì ông có quốc tịch Mỹ, ông đi về hai bên thì ông làm thì bên Mỹ ông cũng biết, bên mình biết ông làm truyền thông giống như ông Phúc Bôn Tisa TV đấy. À, đúng Vũ Vũ truyền Hồ thông. Hồng Lân kìa. Đúng rồi, giống ông Nguyễn Phương Hùng đó thì ông vẫn sống thoải mái gì đâu mà. Ông bây giờ thì ông về ông làm như vậy, ông sống trong căn chuẩn Hàn Quốc là ông bây giờ thì ông có về không, hay ông chửi cộng sản nhiều quá rồi ông về ông ngại có gì đâu. Ông về Tất thì cả danh dự là ông có, nhà cửa ông có, bên đó là không được, không đất chết chết không đất trộn. Nói vậy quá đáng, nhưng mà mình nói vậy thì thôi, xin lỗi anh Ngô Kỵ, tôi nói là quá đáng, nhưng mà mình ví dụ như vậy. Lý do sao vậy? Bởi vì bên Mỹ ra cái trang phải mua đất đi đâu, cũng phải mua đất đi đâu, hay là đâu mà người ta cho chôn phước như Việt Nam đâu. Việt Nam thì thôi thì nghèo nghèo thì ông xin cái đất thì tận cho, bên Mỹ là phải mua đi, mua đất để an táng đi. Mà Việt Nam thì thành phố thì mình cũng vậy thôi chứ, cái này cái tính lẻ thì còn đang tự do thôi chứ. Nó như vậy thôi chứ. Nói chung là anh Ngô Kỵ thì cũng muốn từ giã cuộc chơi, cuộc đấu tranh lắm rồi, nhưng bây giờ ông ấy từ giã thì ai là người nuôi ông, thì ai là người đứng lên giơ tay ra đó đâu là vấn đề quan trọng đấy thưa quan. Dạ. Đó. Vì ông bên kia là tụi cờ vàng gần nó buông bỏ ông rồi, gần như nó buông bỏ rồi. Ông muốn quay về phía Ông Nguyễn Húc, cái đó coi vậy chứ mà ok đó, đừng có giỡn nha. Cái người bán vé số đó là một ngày kiếm được 500 là ít hết. 500 là ít. Một Mà ngày Việt mốt một Nam mình ngày bây là giờ dạ mà Việt Nam mình bây giờ mà gọi là tự nuôi sống một người nha, mà với cái thu nhập mà có 500 một ngày á là sống vô tư đúng không? Tức là giàu thì ok, thì chúng ta rõ ràng là cái chuyện giàu thì khó không nói được rồi, nhưng mà tự nuôi sống bản thân mà một cách nó gọi là nó thoải mái, tinh thần đầu óc an yên là vô tư. đúng rồi. Nhưng mà tầm ông Ngô Kỵ mà về thì chắc gì bán với số. Ông về thì ông phải có một mớ nội, mà cái tiền ông có để dành mặc dù không nhiều nhưng mà chắc có một ít rồi, chưa kể những người gọi là họ họ thấy cái chuyện của ông, Quan họ trọng. sẽ họ sẽ quyên góp, họ cho, họ tặng thêm. Thì cái đó chỉ là theo theo mình đó, theo mình đó là ông ta mở một mà sắm một cái máy pha cà phê và bán cà phê pha máy gọi là take away á. Đó, gọi là, bây giờ gọi hay gọi là take away á, là sống khỏe.
rồi song song đó phát triển thêm một cái kênh YouTube, lập một cái kênh YouTube, cứ buồn buồn ổng lên ổng nghêu ngao ổng nói này nói Chào nọ quý thôi vị Trần nhé, chào anh Việt. là được á, theo mình nghĩ là được á. Đúng rồi, ông Ngô Ký thì theo hướng ông cũng muốn về, nhưng mà giờ ông biết ông làm, ông không hình như ông không biết bắt đầu từ đâu. Rồi chưa ai tham vấn cho ông ấy. Chứ bạn bè thì nó nói ông ấy, bạn bè lên mạng nó nói ở trong nước ngoài nước mà nói là thành lập tài khoản thì họ cho tiền về Việt Nam xây nhà, bạn bè nói về thì có người ta cho đất thì có người ta cho nhà. Bạn bè Quảng Ngãi những người mà học cùng lớp của ông ngày xưa, nhưng mà còn một số người nó theo theo chế độ mình bây giờ đấy quan, một Dạ. số người theo chế độ mình bây giờ ta thương ông với cảnh bọn con không có mà lấn vào cái chuyện đó, người ta hứa là về, ta hứa trên trang Việt dân mình xem mình thấy không biết người ta cho không, rồi đại loại người ta hứa về thì Nhưng thế mà em nghĩ nào có, nó em nghĩ là có, vấn đề là ít nhiều thôi, đúng vấn rồi. đề ít nhiều thôi, chắc chắn là có. Đúng rồi, rất nhiều người về mời mời về để cho tiền đấy, chú với bay cho về nhưng cũng không về. Thì ông nặng nợ chống cộng mấy chục năm rồi, nó cũng gay gắt, ông nặng nợ, ông không biết là về có bắt đầu được từ là làm lại cuộc đời từ đầu không, không có về để lại sang bên để sống không được. Vì ông mà ông ăn hai phe, ông ăn đang ăn tiền thất nghiệp, ông về Việt Nam là mất, sang bên lại mới xin Dạ. lại. Thưa qua À nghe người ta dạ. nói bây giờ về Việt Nam là không có bên, là tiền thất nghiệp là mất mà sang bên lại mới xin lại. Cái vấn đề là ông về nó là như vậy, mình không biết, nhưng mà theo mình nói theo cái suy nghĩ như vậy. Thì anh thương Ngô Quý bữa nay gần không chống cộng mà không chống cực đoan, tức là chống có cái thôi, có cái vẫn khen ông có chọn lọc rồi. Tại bữa nay ông lên Dạ. phố xe tay vì ông lên trên các trang mạng trong nước thì ông lên nhiều trang mạng, ông nói rất là hay, ông thấy là ông được người dân người ta ủng hộ ông, là giờ ông muốn chứng lại rồi. Phía bên đó cái phong trào chống cộng nó yếu rồi, nó không còn tài trợ cho cái gì nữa, yếu rồi. Cho nên Tại là vì á em có nhiều lần em cũng hay mua vé số và cũng có hỏi họ 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 đi bán chỉ trong buổi sáng vài tiếng, buổi sáng à, vài tiếng buổi sáng thôi là họ kiếm được 300 đúng nha, rồi, 1.000 vốt rồi, tức 1.000 vốt là một cái 300 vé, nghìn cứ bán một cái vé là được một dạ. ngàn mốt, 1.000 vốt cái. Thì anh em nói thì cho anh tham gia, cái ông này về cái đầu tiên là anh em nước là và hứa cho ông cái nhà nhỏ miếng đất là nên về, cứ có cái nhà nhỏ miếng đất rồi mới kiếm người phụ nữ nào già cũng được để mình ra an ủi về cuối đời, rồi vợ chồng bán nước bán vé số đùi nhau. Rồi như ông bây giờ ông ấy về thì ông chỉ có được 20.000 đô thôi, cần 20.000 đô là mua được cái xe rồi, mua cái xe taxi 4-5 triệu, vừa đi chơi vừa chạy xe taxi vừa làm YouTube truyền thông, sống thoải mái, sống hơn bên Mỹ nhiều ấy. Nhưng bây giờ ông có về hay không, rồi ông về thì các mạnh thường quân có hứa là có cho ông có giúp được ông không, không quan trọng. Bạn bè ông vẫn mời ông về, bạn bè học phổ thông ấy, ngày xưa đấy học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đấy, thì có người một số người học trường lập riêng, ông có đại học vật chứ bộ. Thì anh cũng nghe ông nói chuyện nhiều, bữa nay thì ông cũng bớt bớt nóng nảy hơn ngày xưa, bớt chửi cộng sản. Thì bữa nay nhiều lúc ông cũng nhận ông là cộng sản luôn đấy.